Lâm Chân Tâm, hôm nay sinh nhật cậu, sau khi tan trường chúng ta đi ăn ở Hương Cây Thành đi. Được, mình muốn ăn cánh gà, phải ăn nhiều mới được. Là từ thái chủ của lớp 37 kìa, cậu ấy tìm ai thế? Lâm Chân Tâm, mau đi đi, cố tình đến lớp tìm cậu đấy. Lâm Chân Tâm, chúc mừng sinh nhật đấy nhé, lãng mạn thật. Hôm qua, cảm ơn. À, không có gì. Cậu thích món đồ đó chứ? Ừ, đương nhiên rồi. Sinh nhật vui vẻ. Tìm mình có chuyện gì không? Các bạn còn đang đợi mình. Bọn mình đang bàn xem tối nay đi ăn gì. Cậu có muốn đi cùng không? Phải rồi, quyển lưu bút này cậu phải cầm về viết cho mình nhé. Phải theo mẫu điền thông tin cá nhân, giống hệt trang 1 nhé. Đây, Thái Vũ. Cô vừa đến lớp tìm mình, làm gì vậy? Cậu đợi mình một lát. Cậu đến tìm Mẫn Mẫn à? Nói từ đầu đi chứ. Cậu tìm Mẫn Mẫn, cậu ấy tỏ tình với mình. Sao bây giờ mới nói với mình? Chúc mừng nhé. Làm mình giật mình. Uổng công mình đã giúp cậu theo đuổi cậu ấy lâu thế. Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng thành công. Cảm ơn cậu. Cậu và Âu Dương chắc chắn sẽ không có trở ngại gì đâu. Chúc cậu may mắn. Ừ, mình thật sự thấy mừng cho cậu. Mưa lớn lắm. Tạm biệt. Đi cùng đi. Không cần đâu, cảm ơn.